Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy. Nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, xin cô đọc lại lời Chúa chúng ta vừa nghe và tổng hợp lại cái ý nghĩa của việc chúng ta hàng năm quy tụ lại từ nhiều vùng miền khác nhau để mừng kính thánh bổn mạng Vinh Sơn của chúng ta, và cũng để có cái ngày họp mặt hàng năm của những bà con đồng hương an lạc miền Nam. Nếu tôi không lầm thì đại đa số chúng ta tới đây xuất phát từ một lòng yêu mến biết ơn Thánh Vinh Sơn. Vì nhiều người trong chúng ta, cá nhân hay gia đình và giáo xứ, trực tiếp hay gián tiếp, đã nhận được rất nhiều ơn của Chúa, của Đức Mẹ qua Thánh Vinh Sơn. Và nhiều người trong chúng ta đi đâu cũng có một cái niềm xác tín là Thánh Vinh Sơn thương chúng ta một cách đặc biệt. Và mọi người đều có cảm nhận ít nhiều đang được nhận ơn của Thánh Vinh Sơn. Nói vậy không có nghĩa là tất cả đều được phép lạ của Thánh Vinh Sơn, mà ngược lại, giả thiết có một số đông trường hợp năn nỉ cầu nguyện xin Chúa qua Thánh Vinh Sơn, nhưng mà cũng không được, hiển nhiên không được nhận ơn nào cả. Thì hôm nay mời anh chị em chúng ta dừng lại vài phút để trước tiên tỏ lòng biết ơn Thánh Vinh Sơn. Hàng năm nói về Thánh Vinh Sơn, có lẽ nhiều người chúng ta đã quá hiểu, quá biết cái con người, cái lịch sử của Ngài. Ngài sinh ra cách đây 672 năm vào ngày 23 tháng 1 1350, và Ngài sống 69 tới 70 năm. Cả cuộc đời của Ngài ngay từ bé 14-15 tuổi đã xuất sắc học hành giỏi giang, và 17 tuổi thì Ngài đã bất chấp cái ngăn trở của bố mẹ, vì Ngài thuộc con nhà giàu sang trọng, nhưng bố mẹ không muốn Ngài đi tu. Vậy nhưng Ngài đã can đảm và cương quyết xin đi vào tu dòng Thánh Đức Minh. 23 tuổi Ngài đã thành đạt và làm giữ những cái chức vụ lớn ở trong giáo hội. Nhưng rồi sau đó Ngài xác tín được cái sứ mạng của Ngài là loan báo tình thương, loan báo tin mừng cho lương dân. Ngài sống và làm chứng, đặc biệt loan báo tin mừng tình thương cho những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Và nếu Ngài nổi tiếng là làm nhiều phép lạ thì các phép lạ thường thường những người nghèo khổ cùng cực mới van xin Chúa thương. Và nếu không lầm, người ta nói tới trên 3.000 phép lạ trong thời Ngài sống. Và nếu từ đó cho tới nay, trong cộng đoàn Vinh Sơn nhỏ bé an lạc của chúng ta thôi, nếu kể ra hết thì không phải 3.000 mà hàng trăm, hàng ngàn vạn ơn phước. Nếu chúng ta nhìn một cách đầy tri ân, tất cả là lòng Chúa thương xót. Mọi ơn phước qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh và Thánh Vinh Sơn
thì cũng đều xuất phát từ cội nguồn trung tâm là lòng Chúa thương xót. Và chúng ta đừng nhìn phép lạ theo nghĩa là phải là cái gì phi thường, lạ lùng hay là vật chất trước mắt thì khi đó mới coi là phép lạ. Ngược lại, phép lạ của Chúa, tình thương của Chúa đầy ắp khắp mọi người chúng ta. Hơi thở chúng ta là phép lạ, là quà tặng, là tình thương của Cha nhờ công nghiệp của các thánh, trong đó có thánh Vinh Sơn. Và đừng lầm tưởng thánh Vinh Sơn là người quyết định hay là người cung cấp hay là người làm phép lạ. Tất cả mọi phúc lạ, mọi ơn phước là đến từ Chúa, lòng Chúa thương xót. Và Chúa thường dành những cái tình yêu thương cho những người con nghèo khổ cùng cực, nhất là những người con có cái lòng nhiệt thành, có cái niềm tin, có cái sự tri ân. Và thánh Vinh Sơn là một trong những vị thánh đầy lòng nhiệt thành, dấn thân hy sinh phục vụ cho người nghèo khổ, nhất là những vùng sâu vùng xa. Và đặc biệt trong cái thời đại của Ngài cũng có một cái bình dịch và nhiều người chết đói không có gì ăn, và Ngài đã hy sinh cầu nguyện, chứ không phải khơi khơi làm phép lạ đâu. Vì thế hôm nay nếu ai trong chúng ta xác tín và cảm nhận, nhất là những cái ơn lạ vật chất, sức khỏe, gia đình, công ăn việc làm thành đạt, chúng ta đừng quên đó là cái công phúc, đầy công phúc của thánh Vinh Sơn. Và nếu trong cái bức tượng của Ngài chúng ta thấy trên đầu Ngài các cái tác giả nghệ nhân thêm vào cái ngọn lửa để nói lên cái lòng nhiệt thành sốt sắng, liên lỉ cháy cái lòng yêu mến Chúa và yêu thương người nghèo bằng một hành động cụ thể, đi loan báo, đi rao giảng tin mừng, chứ không phải ngồi đó khơi khơi đấy gọi là yêu thương đâu. Rồi người ta vẽ thêm hai cái cánh như là hai cánh thiên thần để diễn tả cái sự hăng say, cái sự nhanh nhẹn và cái sự quan tâm. Chỗ nào, nơi nào nghèo khổ cùng cực kêu tới Chúa, Chúa dùng Ngài như một dụng cụ, như một thiên thần tới đáp ứng. Vì thế hôm nay chúng ta được mời gọi hãy suy gẫm và chiêm niệm cái lòng tri ân với Chúa qua cái sự nỗ lực cố gắng hy sinh theo gương của thánh Vinh Sơn. Đối với những người nhận được nhiều ơn nhãn tiền như khỏe mạnh, đẹp đẽ hay là giàu sang, là phú quý thì cảm ơn Chúa, cảm ơn thánh Vinh Sơn quá dễ. Và chỗ nào, nơi nào có thì xuất hiện một cách rất là dễ dàng. Nhưng ngược lại, nếu giả thiết đặt chúng ta vào trong những cảnh ngộ như nhiều gia đình đang có hiện nay, như tuần vừa rồi tại Thái Bình, một khi sét đánh, hai người, hai mẹ con ruột rất trẻ, ba mươi mấy tuổi và người con mười mấy tuổi, chết. Rồi nhiều khi hoàn cảnh khác, vì dịch bệnh, bị chết chóc và nghèo đói túng thiếu khổ sở, chúng ta có dễ dàng tri ân cảm ơn thánh Vinh Sơn không? Có dễ dàng đón nhận không? Chúng ta cũng phải tập để mở rộng ra. Và cả trong trường hợp đó chúng ta vẫn phải nhớ, chứ không phải có một số người buồn phiền, chán nản hay là thất vọng và mình chỉ nhớ ơn khi nào mình nhận được ơn. Điều đó ai cũng vậy. Nhưng mà làm sao cảm ơn trong một gia đình như gia đình chúng ta có ba người con sét đánh chết cả mẹ các con. Rồi bao nhiêu người khác hiện nay có bố mẹ, có ông bà hay là con cái sinh ra bây giờ đang liệt giường liệt chiếu, đang đột quỵ nằm năm này qua năm kia, không bò dậy, không đi lại được. Và có một số gia đình như ở trung tâm lòng thương xót An Lạc, những em tâm thần, những em câm điếc, thay đổi hay là tốt hơn.
sớm giúp đỡ các cái gia đình bố mẹ về với Chúa, không có ai chăm sóc. Cảm ơn Chúa, vẫn tin vào Chúa như vậy không phải dễ dàng. Vậy cuộc đời và cái gương sống của Thánh Vincent hôm nay mời gọi chúng ta phải luôn luôn tin tưởng phó thác và vẫn một cái lòng cậy trông. Và nếu không được ơn này thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ và đang được ơn khác. Vì thế bài học hôm nay, thay vì những lời chúc tụng bề ngoài chúng ta đã làm và đang làm, điều đó chưa có ý nghĩa và không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không được mời gọi đi vào chiều sâu. Lời Chúa hôm nay nói, nếu chúng ta yêu thương nhau thì Chúa sẽ ở với chúng ta, vì Chúa là yêu thương. Và yêu thương đây là yêu thương bằng hành động, bằng việc làm. Chúa yêu thương không phải ngồi chơi ở trên cao, trên tòa cao. Chúa đã hạ mình xuống, mặc lấy một cái thân phận rất là phàm trần, rồi chấp nhận đau khổ vì đóng đinh, vì giết chết trên thập giá. Có như vậy Ngài mới nói được, không còn tình yêu nào lớn hơn cho bằng kẻ thí mạng sống mình vì người mình thương. Thương bằng hành động, bằng việc làm. Và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta qua việc tri ân cảm tạ những ơn lạ Chúa ban qua Thánh Vincent. Chúng ta được mời gọi đón nhận những ơn đó với lòng tri ân cảm tạ, và nhất là với cái hành động chia sẻ những cái hồng ân đó cho mọi người khác nữa. Các thánh nhân xác tín, khi Chúa ban cho ai một cái ơn thì không phải chỉ riêng có người đó, mà qua người đó Chúa muốn trao ban sẻ chia cho bao nhiêu người khác nữa, nhất là những người chung quanh mình. Vì thế cái bài học hôm nay chúng ta ca ngợi, chúng ta chúc mừng và chúng ta cầu xin cho những ai đang được ơn tiếp tục cái sống quảng đại, sống lòng tri ân. Và ngược lại, trong số chúng ta vẫn còn rất nhiều người đau khổ, túng thiếu, nghèo đói. Họ cũng bắt chước cầu nguyện xin Thánh Vincent như chúng ta, nhưng không hiểu thế nào họ chẳng những không được ơn mà còn gửi nhiều thánh giá tới cho người đó. Thế chúng ta yêu Thánh Vincent bên này thì quá dễ dàng, nhưng bên này làm sao để yêu Thánh Vincent? Nhưng Thánh Vincent chỉ là dụng cụ, là phương tiện Chúa ban cho. Cuối cùng là Chúa mới là cái đứng nguồn của mọi ơn. Vậy chúng ta tin Chúa khi Chúa ban ơn thì rất là dễ dàng. Nhưng mà những trường hợp không được ơn thì chúng ta có yêu Chúa và có tiếp tục tin tưởng phó thác với Chúa không chỉ một vài lần mà cả đời hay là không? Có câu chuyện ngụ ngôn, có một cái gia đình nghèo kia có nuôi được một con lừa. Con lừa chẳng may nó rơi xuống cái giếng, và vì con lừa nó già rồi cho nên cái gia đình đó cũng không muốn vất vả cứu nó lên. Và gia đình đã có ý định thôi lấp cái giếng đó lại, cho nên gia đình kêu gọi mấy người chung quanh xúc đất lấp cái giếng đó. Con lừa nó suy gẫm, nó ngẫm nghĩ và tin tưởng rằng ông chủ thế nào cũng sẽ kéo mình lên. Nhưng mà rồi nó ngạc nhiên thấy cứ đất cứ đổ xuống, nó phát hiện ra mình bị bỏ rơi và đang bị chôn sống. Nhưng mà nó cũng còn biết mỗi lần người ta đổ một cái xô cát trên lưng nó, nó lắc cái lưng và cát nó rơi xuống, rồi nó bước lên. Và nó cứ như vậy tới khi người ta đổ bao nhiêu đất đầy, gần đầy cái giếng, thì nó cũng bước lên từng bước, và cuối cùng nó thoát ra khỏi được cái giếng. Câu chuyện ngụ ngôn để lại cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Có nhiều người cũng cảm thấy như con lừa, cả đời mình hầu hạ, mình phục vụ, nhưng mà nhiều khi không được trả ơn. Và trong cuộc sống
Chúng ta thấy có nhiều người không chỉ là bỏ rơi chúng ta, quên chúng ta, mà nhiều khi còn cố tình chôn vùi chúng ta bằng những lời mắng nhiếc, bằng những hành động oan ức, bằng những tố cáo, bằng những vu khống, bằng những bất công. Thế nhưng con lửa nó vẫn âm thầm kiên nhẫn từng bước bước lên những cái đạp đổ của người ta, và từng bước ngoi lên, và nó cứu được cuộc sống của nó. Chúng ta nói như vậy không phải để an ủi, nhưng để đi vào trong một cái thực tế của đức tin và đức ái. Tin làm sao được? Có dịp nào anh chị em, nhất là những người trẻ, hãy vào các bệnh viện, các trung tâm, các cái cơ sở bác ái tình thương, để thấy những cái em bị bỏ rơi, quái thai gì, thai do bố, do mẹ, bất chấp. Và vì cái sự vô tâm hay là thiếu quan tâm hay là cái nuông chiều xác thịt của bố mẹ, nhiều em bị thụ thai trong những cái gì nó quái thai, và cả đời nó gánh chịu cái hậu quả của bố mẹ. Rồi nhiều em lớn lên trong những hoàn cảnh như vậy, gia đình bố mẹ tạ ơn Chúa làm sao. Thế thì câu chuyện ngụ ngôn cho chúng ta một động cơ, động lực. Bố mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Câu chuyện kia ông chủ có vẻ vô ơn đối với con lửa, nhưng bố mẹ là Chúa của chúng ta, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Như vậy chúng ta chạy tới với Thánh Vinh Sơn, được phép là được ơn, chúng ta vui mừng. Nhưng cả những lúc không được thì chúng ta cũng vui vẻ, chúng ta chấp nhận, tin tưởng, phó thác. Và chính cái sự cố gắng, cái nghị lực của chúng ta sẽ khích lệ, động viên chúng ta tự cứu mình, chứ không phải chờ phép lạ đơn thuần mà thôi. Nói như vậy để chúng ta đi vào cái ứng dụng quan trọng hơn cho cả cái cộng đoàn tập thể chúng ta, là chúng ta phải sẻ chia những ơn chúng ta nhận được. Đừng bao giờ nghĩ cái ơn đó cho riêng mình hay là gia đình của mình đơn thuần, mà cái ơn đó Chúa như bố mẹ có ý cho anh chị em của mình nữa. Cách riêng Chúa dùng những người có tay chân khỏe mạnh để chia sẻ cho những người đôi khi cụt tay cụt chân, tâm thần nghèo đói, tê liệt hay là bại não bại liệt, nằm một chỗ suốt cả đời cho tới chết. Chúng ta không hiểu và thắc mắc tại sao Thiên Chúa lại dùng những cách như thế. Thì hôm nay Chúa dạy chúng ta phải yêu thương chia sẻ cho người khác. Vì thế hàng năm cộng đoàn hay là bà con giáo dân đồng hương An Lạc quy tụ họp mặt nhau mỗi năm một lần là điều rất tốt, rất hay. Nhưng mà phải nâng thêm cái chất lượng hội họp như vậy hàng năm để làm gì? Có thể chỗ nọ chỗ kia có nhiều cái nhóm họp, nhất là các giáo phận, và để cho nó nổi bật lên cái đồng hương của mình thì nó không có ý nghĩa. Như vậy hôm nay Chúa muốn chúng ta, và qua Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn, mời cộng đoàn đồng hương An Lạc miền Nam chúng ta hãy hiệp hành, hãy có một cái gì hiệp nhất và có một cái gì hành động. Và cái hành động đó thay vì nghĩ tới cho giáo phận hay cho giáo xứ, ít khi, và chúng ta nói là không phải là không cần thiết, nhưng mà không phải là chính yếu của chúng ta. Chúng ta hiệp nhất, chúng ta đoàn kết, chúng ta yêu thương, sẻ chia với nhau trong cái tập thể những cái người đang di dân, đang đồng hương xa quê An Lạc đây thôi. Chứ không phải là xa xôi về quê hương địa lý ngoài miền Bắc. Chính trong cái cộng đoàn đồng hương An Lạc chúng ta đây vẫn còn rất nhiều người nghèo, người khó, người khổ và người bị bỏ rơi. Vì thế khi ban điều hành cũng như cả cái đoàn thể đồng hương An Lạc Thái Bình, chúng ta hãy ngồi lại
và có một cái việc làm hành động yêu thương nó cụ thể, nâng đỡ khích lệ những tay chân, những chị em trong chi thể của đồng hương An Lạc miền Nam, để mọi người cùng đồng hành, cùng được tiến lên và cùng đi một cái con đường như nhau. Cái sự khác biệt phong phú giữa người này với người kia chắc chắn đương nhiên là phải có, nhưng mà chúng ta theo tinh thần của Chúa và Thánh Vinh Sơn mời gọi những ai đi trước hãy cố gắng để nhìn lại những người đang đi sau và những người đang được hưởng cái phép lạ, cái ơn đặc biệt của Chúa qua Thánh Vinh Sơn. Hãy chia sẻ cho người khác để đừng bỏ rơi, bỏ quên người khác, nhất là những người mới đến hay là mới di dân, mới vào miền Nam sinh sống, hay là những gia đình đang gặp nhiều tai họa, gia đình vợ chồng con cái, và những gia đình đang thiếu thốn vật chất, không có nơi ăn chốn ở. Chớ gì cả cái đồng hương An Lạc hiệp lực lại, tham gia tích cực cái sứ vụ, không phải đi truyền giáo, cái sứ vụ, cái sứ mạng nâng đỡ nhau. Và hôm nay lời Chúa nói chúng con yêu thương nhau, cứ dấu này người ta gọi chúng con là môn đệ của Chúa. Vậy đây cũng là cái tâm điểm mà chúng ta đọc được như cái sứ điệp của Thánh Vinh Sơn nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện và cầu chúc chớ gì mỗi người chúng ta rút ra một hành động. Thí dụ mỗi ngày mỗi gia đình có con heo nhỏ nhỏ, có cái hộp bạc cắt, đi đâu về có một số bạc cắt cho vào trong con heo đó. Con heo đó dùng để cho những người nghèo khổ trong cộng đoàn đồng hương di dân An Lạc, nhất là những gia đình những em thiếu cái học tiền học phí hay là ốm đau bệnh tật nhà thương. Chúng ta phải coi đây là cái bổn phận, chứ không phải chỉ là cái sự bố thí hay là dư thừa của mình. Chớ gì và cầu chúc để chúng ta có một hành động yêu thương, không chỉ từng cá nhân mà như một cái cộng đoàn, như một cái tập thể đồng hương An Lạc miền Nam này. Và cái số đồng hương của chúng ta càng đông, chả lẽ gần 1.000 người, chưa kể nhiều người khác, có thể làm được một cái việc nào nó giá trị, ít nhất là một ít học bổng hay là nâng đỡ một số khích lệ cho những cái gia đình mà đang khó khăn hơn chúng ta. Chắc chắn Thánh Vinh Sơn sẽ vui hơn và mừng kính cũng như là tri ân Thánh Vinh Sơn. Theo nghĩa này, Ngài cảm thấy vui và hàng năm Ngài bằng lòng, Ngài chờ đợi để chúng ta tỏ lòng tri ân Ngài. Không phải bằng rước sách, thì bây giờ Ngài ở trên trời, Ngài đầy ắp mọi cái. Ngài chỉ vui khi chúng ta biết thương người nghèo khổ như Ngài đã thương chúng ta. Từ nhiều năm trước chúng ta nghèo khổ, chúng ta khó khăn, mà bây giờ Ngài đã thương, Chúa đã thương qua Ngài cho chúng ta được khá lên, được bay lên một chút. Chúng ta đừng quên những người sau chúng ta. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, đây cũng là cái lời cầu nguyện, cái kết thúc cái phần chia sẻ. Giờ đây chúng ta tiếp tục dừng thánh lễ với lời nguyện để xin Chúa thương, nâng đỡ khích lệ, cầu chúc cho cộng đoàn đồng hương An Lạc chúng ta tại miền Nam càng ngày càng đoàn kết, càng hiệp nhất, càng yêu thương, càng tham gia cái sứ vụ yêu thương bác ái như lòng Chúa mong muốn. Amen.